Hai miền Triều Tiên đồng ý thương thuyết về quân sự và đoàn tụ gia đình. Quân đội Mỹ muốn đưa hệ thống phòng thủ tên lửa tới Đức. Ca sĩ Mai Khôi hy vọng không bị gì khi trở về Việt Nam. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng cuộc gặp thượng đỉnh của ông với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vẫn sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 6. Ông Trump đưa ra tuyên bố này sau cuộc gặp ở phòng bầu dục với đại sứ Triều Tiên Kim Jong-cho hôm thứ Sáu ngày 1 tháng 6. Ông nói rằng ông sẽ sai lầm nếu không tiếp tục với cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore, cuộc gặp từng bị hủy rồi lại được nối lại. Ông nói tiến trình sẽ bắt đầu ở Singapore vào ngày 12 tháng 6. Ông Trump cho biết cuộc gặp của ông với quan chức cao cấp nhất của Triều Tiên đến thăm Nhà Trắng trong vòng 18 năm qua đã kéo dài hơn dự kiến. Ông cho biết cuộc gặp diễn ra tốt đẹp. Ông Kim Jong-cho đã có hơn một giờ ở phòng bầu dục nơi ông được nhìn thấy bắt tay với Tổng thống Trump. Ông được cho là chuyển đến một lá thư của ông Kim Jong-un đến cho ông Trump. Sau cuộc gặp, ông Trump và ông Kim Jong-cho cùng chụp ảnh chung ở bãi cỏ Nhà Trắng. Ông Kim là vị khách cao cấp nhất của Triều Tiên đến Mỹ kể từ khi Phó Đô đốc Yeo Ming-rok được Tổng thống Bill Clinton tiếp ở Nhà Trắng hồi đầu năm 2000. Ông được Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly đón và sau đó đưa vào Nhà Trắng để gặp Tổng thống Donald Trump. Hai miền Triều Tiên đồng ý thương thuyết về quân sự và đoàn tụ gia đình. Hai miền Nam và Bắc Triều Tiên hôm 1 tháng 6 đồng ý tại một cuộc họp cấp cao rằng họ sẽ tổ chức các cuộc thương thảo trong tháng này để bàn về các vấn đề quân sự và đoàn tụ gia đình bị chia cắt từ cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Thông cáo đưa ra sau cuộc họp. Cuộc gặp mặt tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm ở khu phi quân sự chia cắt hai miền Nam và Bắc Triều Tiên giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un là động thái mới nhất trong hoạt động ngoại giao nhộn nhịp nhằm duy trì sự tăng băng trong các mối quan hệ với miền Bắc bị cô lập. Bắc Hàn đã hủy bỏ cuộc gặp được lên kế hoạch với Hàn Quốc vào tháng trước để phản đối các cuộc tập trận quân sự trên không giữa Mỹ và Hàn Quốc. Trước khi Tổng thống Moon Jae-in và lãnh tụ Kim Jong-un đưa tiến trình này trở lại trong cuộc gặp mặt lần thứ hai đầy bất ngờ hôm 26 tháng 5. Trong khi hai miền Triều Tiên tìm cách cải thiện các mối quan hệ của họ, thì Bắc Hàn đang trong quá trình đàm phán với Mỹ về cuộc gặp thượng đỉnh được đề xuất giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 6 tại Singapore. Các cuộc hội đàm hôm 1 tháng 6 do Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myung-yong và Ri Son-won và Chủ tịch Ủy ban Thống nhất Hòa bình Quốc gia của Bắc Hàn chủ trì. Đây là hoạt động tiếp theo của một hiệp định đạt được trong cuộc gặp mặt đầu tiên giữa lãnh tụ Kim và Tổng thống Moon vào tháng 4 vừa qua. Các cuộc hội đàm giữa hai quốc gia cựu thù sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 6 ở phía bắc của Bàn Môn Điếm và một buổi thảo luận riêng về các giao lưu trong lĩnh vực thể thao sẽ diễn ra bên phía nam đường biên giới vào ngày 18 tháng 6, theo thông tin từ hai phía. Đoàn tụ gia đình là vấn đề dễ gây xúc động và có thể giúp hồi phục niềm tin. Nhưng việc đoàn tụ đã bị ngưng vì không có sự can thiệp chính trị. Theo Tổng thư ký Hiệp hội Hồng Thập Tự và Trăng Lưỡi Liềm Quốc tế LHRC, người có mặt ở Seoul để thảo luận các kế hoạch đoàn tụ cũng như những vấn đề khác. Với sự can thiệp nhiều hơn và sự cởi mở về chính trị, nhiều rào cản sẽ được dỡ bỏ, ông Xi nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn. Hội Hồng Thập Tự hy vọng rằng Bình Nhưỡng sẽ cho phép hội cung cấp thêm cứu trợ tới Bắc Hàn. Khoảng 10 triệu người Bắc Hàn, tương đương 40% dân số, cần trợ giúp nhân đạo, theo ông Xi. Cả hai miền Triều Tiên cũng đã nhất trí sớm thành lập văn phòng liên kết ở thành phố Kaesong ở biên giới Bắc Hàn, nơi trước đó có một khu nhà máy trước khi bị đóng cửa vì căng thẳng vào năm 2016, theo thông cáo từ cuộc họp hôm 1 tháng 6. Quân đội Mỹ muốn đưa hệ thống phòng thủ tên lửa tới Đức. Quân đội Mỹ tổ chức các cuộc hội đàm sơ bộ về việc đưa một hệ thống phòng thủ tên lửa hùng mạnh tới Đức, tăng cường khả năng phòng thủ của châu Âu, theo hai nguồn tin riêng của Reuters hiểu biết về vấn đề này. Động thái này, theo các chuyên gia, có thể làm dấy lên căng thẳng mới với Moscow. Kế hoạch sơ bộ nhằm đưa hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD tới châu Âu được đề xuất trước khi Tổng thống Donald Trump quyết định rút Mỹ ra khỏi Hiệp ước Hạt nhân Iran 2015 và được đưa ra trong bối cảnh gia tăng thúc ép tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa và trên không của châu Âu. Trong khi châu Âu và Mỹ không đồng nhất về số phận Hiệp ước Hạt nhân Iran, họ có cùng những mối quan ngại về việc Iran
tiếp tục phát triển các tên lửa phi đạn đạn đạo. Ba tên lửa Saab của Iran có thể di chuyển 2.000 km đủ để tới phía nam châu Âu. Và vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nói rằng họ sẽ tăng phạm vi bắn nếu bị đe dọa, vi phạm, vì bị giới hạn bởi ý đồ chiến lược, chứ không phải những hạn chế về công nghệ. Bộ Tư lệnh châu Âu của Hoa Kỳ đã thúc đẩy để có một hệ thống THAAD ở châu Âu trong nhiều năm qua, và việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Hạt nhân Iran làm tăng thêm sự cấp bách của vấn đề. Theo người đứng đầu Liên minh ủng hộ phòng thủ tên lửa phi lợi nhuận Ricky Ellison, một quan chức quân sự cấp cao của Đức, nêu lên sự cần thiết phải có thêm nhiều radar hơn trên khắp châu Âu để theo dõi và giám sát tốt hơn các mối đe dọa tiềm năng, cũng như ngăn chặn các máy bay đánh chặn nếu cần thiết. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết họ không đưa ra quyết định nào về hành động như vậy. Hiện tại, không có kế hoạch xây dựng các hệ thống THAAD ở Đức. Chúng tôi không thảo luận về kế hoạch quân sự tiềm năng trong tương lai, vì chúng tôi không muốn cho các đối thủ tiềm năng biết ý định của mình. Đức vẫn là một trong những đối tác gần gũi nhất và đồng minh mạnh nhất của chúng tôi, theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc Eric Spahn. Việc triển khai một hệ thống phòng thủ khác của Hoa Kỳ tới châu Âu có thể trấn an các đồng minh NATO ở Nam Âu, hiện đang nằm trong phạm vi tấn công của các tên lửa Iran, theo một quan chức quân đội của khu vực. Thảo luận về việc triển khai một hệ thống THAAD ở châu Âu cũng xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa phương Tây và Nga. NATO từ lâu khăng khăng rằng chương trình phòng thủ tên lửa của mình không hướng vào Nga. Nhưng liên minh này đã có một giọng điệu cứng rắn hơn đối với Moscow sau vụ đầu độc một cựu điệp viên Nga ở Anh. Moscow phủ nhận bất kỳ sự dính líu nào trong vụ đầu độc và đổ lỗi cho những căng thẳng trong việc mở rộng quân sự của NATO về phía đông, thiết lập lá chắn tên lửa đạn đạo với một địa điểm quan trọng ở Romania, được tuyên bố sẵn sàng chiến đấu vào năm 2016. Việc di chuyển THAAD sang Đức có thể ra khoảng cách radar do sự chậm trễ 2 năm trong việc hoàn thành một khu vực phòng thủ tên lửa Aegis Ashore thứ hai ở Ba Lan mà ban đầu dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trong năm nay. Vấn đề này có thể được nêu ra trong một cuộc đánh giá phòng thủ tên lửa mới của Lầu Năm Góc dự kiến vào đầu tháng 6. Việc xem xét này có thể dẫn tới một nối kết chặt chẽ hơn nữa giữa phòng thủ tên lửa và sự cần thiết phải ngăn chặn Nga, vốn đã được nhấn mạnh trong chiến lược quốc phòng mới của Hoa Kỳ, theo Tom Caraco, chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington. Sau khi Trung tướng Kenneth McKenzie, Giám đốc Liên quân thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm 31 tháng 5 nhấn mạnh rằng quân đội Mỹ có nhiều kinh nghiệm đánh chiếm đảo, các nhà bình luận Việt Nam cho rằng thái độ ngày càng cứng rắn về vấn đề Biển Đông của Ngũ Giác Đài, dù chỉ là những phát biểu về hành động quân sự, nhưng có thể trấn an người dân Việt Nam trong khi Hà Nội muốn có một giải pháp hòa bình với Bắc Kinh. Giáo sư Hoàng Việt, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh nhận định. Thì cho thấy một cái điều là cách nhìn của Mỹ càng ngày càng cứng rắn hơn đối với Trung Quốc, và đặc biệt là từ các quan chức từ Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ đều muốn có một chính sách cứng rắn hơn đối với cả Trung Quốc. Khi được hỏi liệu Mỹ có khả năng thổi bay đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp phi pháp trên Biển Đông hay không, Trung tướng McKenzie đáp rằng, tôi có thể nói rằng quân đội Mỹ có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đánh chiếm các đảo nhỏ ở Tây Thái Bình Dương, theo CNN. Theo Newsweek, ông McKenzie nói Mỹ có kinh nghiệm phá hủy các đảo nhỏ bị cô lập, là ám chỉ các chiến dịch của quân đội Mỹ trong Thế chiến thứ hai, và kinh nghiệm đó đã được tích lũy thành năng lực cơ bản của quân đội Mỹ. Truyền thông Việt Nam đón nhận phát biểu của lãnh đạo Ngũ Giác Đài như một lời cảnh báo cứng rắn đối với Trung Quốc. Báo Tuổi Trẻ hôm 1 tháng 6 chạy dòng tiết, Mỹ cảnh báo cho nổ tung đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép, trong khi báo Lao Động loan tin Mỹ cảnh báo thổi bay đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép ở Biển Đông. Giáo sư Hoàng Việt nhận định rằng khả năng Hoa Kỳ phá tan các đảo nhân tạo của Trung Quốc là rất thấp, nhưng nếu điều đó xảy ra thì đa số người dân sẽ rất vui mừng. Ông nói, nếu mà đối với chính phủ Việt Nam thì họ sẽ có cái nhìn thận trọng, là họ sẽ xem xét xem là nó có ảnh hưởng gì lợi ích của họ không. Chứ còn đối với người dân Việt Nam bình thường thì tôi nghĩ rằng họ lại rất là thích thú cái điều đó. Thế nhưng mà nói thì nói thôi, chứ cái khả năng đó là xảy ra cũng rất là thấp. Là Trung Quốc họ rất giỏi trong cái việc mà họ nắn gân và biết cái nào là cái điểm giới hạn, cái red line của đối, đặc biệt là đối với Hoa Kỳ. Theo tôi dự đoán là nếu nó căng thẳng như vậy thì Trung Quốc sẽ tìm cách để giảm nhiệt. Chính vì vậy cho nên là cả Hoa Kỳ cả Trung Quốc đều phải kiềm chế nhất định. Vì thế là cái chuyện mà khả năng xảy ra trong thực tế, cái chuyện này tôi nghĩ là rất là thấp đấy. Có cùng nhận định với giáo sư Hoàng Việt, blogger Hưng Ngọc Phạm viết trên Facebook như sau. Kinh nghiệm và khả năng tấn công của Mỹ thì không bàn cãi,
Nhưng có ý định tấn công hay không là một chuyện hoàn toàn khác. Nhận định của tướng McKenzie được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đẩy mạnh chiến dịch thực thi tự do hàng hải để đáp trả hành vi Trung Quốc quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Ngày 27 tháng 5, hai chiến hạm Mỹ đi vào vùng 12 hải lý các đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Mỹ sử dụng hơn một tàu trong hoạt động tuần tra để khẳng định quyền tự do đi lại trên vùng biển quốc tế. Hôm 30 tháng 5, Đô đốc Harry Harris, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương, nói rằng Hoa Kỳ là thách thức lâu dài lớn nhất của Mỹ trong khu vực. Chính phủ Trung Quốc có phản ứng tức giận với những tuyên bố gần đây của Mỹ. Trong cuộc họp báo ngày 31 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Quánh nói Mỹ vừa ăn cướp, vừa la làng. Từ Hà Tĩnh, ông Lê Hữu Thảo, cựu binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nói dưới VOA rằng phát biểu của tướng McKenzie thể hiện khả năng hiện diện quân sự ngày càng cao của chính quyền Hoa Kỳ. Nhưng theo ông Thảo, người từng tham gia hải chiến Trường Sa tại Đá Gạc Ma khi quân đội Việt Nam đối đầu với hải quân Trung Quốc vào năm 1988, nói rằng Việt Nam không có ý định ủng hộ hay can thiệp vào các hành động quân sự trong tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, mà thấy vào đó là biện pháp đấu tranh ngoại giao và hòa bình. Và hồi đầu tháng 5, Việt Nam đề nghị Trung Quốc rút thiết bị quân sự khỏi các đảo nhân tạo trên Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tuyên bố hôm 8 tháng 5 như sau. Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc với tư cách là quốc gia lớn ở khu vực và thế giới, thể hiện trách nhiệm trong việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông, không tiến hành quân sự hóa, rút các thiết bị quân sự triển khai trái phép trên các cấu trúc thuộc chủ quyền của Việt Nam, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong một diễn biến liên quan, Hoa Kỳ gửi máy bay quân sự không người lái đến Việt Nam theo một tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis hôm 1 tháng 6. Theo trang San Diego Union Tribune, tại cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch hôm 1 tháng 6, bên lề đối thoại Shangri-La ở Singapore, ông Mattis nói rằng Mỹ hoàn toàn nhất trí với Hà Nội về các mục tiêu chiến lược quan trọng. Trang này nói rằng các quốc gia cũng đang tiến tới kế hoạch để Hoa Kỳ gửi máy bay huấn luyện và máy bay không người lái đến Việt Nam, nơi đang đóng vai trò ngày càng lớn trong các vấn đề an ninh quốc tế. Những hình ảnh về Mai Khôi nhận giải thưởng nhân quyền Vaclav Havel hôm 30 tháng 5 trên kênh tin tức BBC đã bị chặn ở Việt Nam và cô ca sĩ bất đồng chính kiến hy vọng sẽ không bị bắt khi về tới Hà Nội. Cô ca sĩ từng gặp mặt Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng với một số nhà hoạt động nhân quyền của Việt Nam tại Hà Nội năm 2016 cho VOA biết. Một người bạn của cô Việt Nam đã quay được những hình ảnh trên màn hình TV của kênh BBC khi đang đưa tin tức về việc Mai Khôi chuẩn bị nhận giải. Những hình ảnh này ngay lập tức bị cắt. Khi nhắc tới Mai Khôi là họ cắt màn hình đóng lại và nói là ở đây đang có nội dung không phù hợp, tạm thời ngừng. Mai Khôi nói với VOA từ Oslo, Na Uy. Năm vừa qua kiếm việc của Việt Nam rồi. Người vừa trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng nhân quyền Vaclav Havel, tổ chức tại thủ đô Na Uy, kêu gọi chính phủ Việt Nam đã đến lúc phải cởi mở và nên ủng hộ các hoạt động nghệ thuật và nhân quyền để giữ thể diện của đất nước trong chính trường quốc tế. Mai Khôi, người còn được so sánh với các nữ nghệ sĩ trong nhóm nhạc bất đồng chính kiến nổi tiếng của Nga Pussy Riot, nói. Cái việc mà tự do biểu đạt á, là cái điều Việt Nam nên cởi mở. Và nó thật sự nó không có ảnh hưởng. Nó không ảnh hưởng đến thể chế của họ. Tự do biểu đạt nó không phải là một cái điều gì đó nguy hiểm hơn với họ. Pussy Riot cũng từng là những nghệ sĩ nhận giải thưởng nhân quyền Vaclav Havel. Ngài vị, nghệ sĩ và nhà hoạt động từng tham gia điều tra tham nhũng và các hoạt động ngầm ở Trung Quốc cũng từng nhận giải thưởng này.
Tổ chức Quỹ Nhân quyền ở Oslo nói trong thông cáo công bố Mai Khôi được chọn trao giải thưởng nhân quyền Vaclav Havel rằng Mai Khôi là một nghệ sĩ dũng cảm và độc lập, người đang định hình tranh luận trong công chúng Việt Nam. Mai Khôi từng ứng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam vào năm 2016 và kể từ đó cô luôn lên tiếng ủng hộ những cuộc biểu tình phản đối thảm họa ô nhiễm môi trường Formosa. Nhiều buổi biểu diễn của cô bị công an đến quấy rối và cô từng nhiều lần bị buộc phải ra khỏi nhà vì áp lực từ phía chính quyền. Mai Khôi viết trong một dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân rằng tôi sẽ trở về Việt Nam trong vài ngày nữa. Tôi hy vọng không bị bắt giữ chỉ vì tôi nhận được giải thưởng này. Nữ ca sĩ từng được mệnh danh là Lady Gaga của Việt Nam cho rằng cô từng bị bắt giữ tại sân bay trước khi nhập cảnh vào Việt Nam vào tháng 3 năm 2018 sau một chuyến lưu diễn ở châu Âu. Thì việc này có thể lại xảy ra lần nữa. Những chuyện đó nó đã xảy ra rồi mà. Nhiều như chuyện mà bắt giữ tại sân bay rồi đó là họ đã làm với em rồi mà. Thì để coi lần này xem sao họ có thay đổi hay không. Có khả năng sẽ đánh giá chung là không biết 50-50. Khó nói. Vì cái cách hành xử của mình nó lạ lắm. Nó không có theo một cái logic gì hết á. Họ cũng làm gì thì mình cũng nói chung mình cũng khó đoán trước được, nhưng em hy vọng á là sẽ không bị gì. Mai Khôi cho biết giải thưởng Vaclav Havel là một nguồn cảm hứng lớn để cô tiếp tục sáng tác và hát. Cô hy vọng điều đó sẽ truyền cảm hứng cho những người Việt và nghệ sĩ Việt vượt qua sự kiểm duyệt của bản thân để tự do biểu đạt.